Đó ngon. Như có tiêu nữa không chị? Tiêu nữa. Dạ. Ừ. Út xin mến chào cả nhà nha. Chiều nay hai chị em rủ nhau đi ăn mỗi đứa một tô bún quậy cả nhà. Không có nấu cơm mà nên ăn rồi cái Út đi về nhà luôn. Nhờ cả nhà đi ăn bún quậy với hai chị em Út nha. Gì? Đau đặc biệt sao? Nó có cái gì? Rồi tôm với cá. Với bây giờ là sao nữa đặc biệt rồi? Đặc biệt là 60k, còn bình thường là 35k, chị ăn 35 ha, ăn 60. Rồi ăn chi nhiều. Vậy làm em tô 52 tô. Tô 35 ha đâu. Nhiều quá không có tiền. Hai đứa có 70.000. Nó đi ăn bún quậy nha. Nhiều mà ăn hết. Đó là chị đi ăn bún quậy. Vợ của anh hai mấy tô đặc biệt thì có chả cá nè, rồi chả tôm mực rong biển đó hả, còn cái bún quậy đặc biệt mực cái này chả cá chả tôm mực, còn cái này hai chị em ăn cái bún quậy thường nè, có chả cá chả tôm là 35.000 một tô. Cái này ở đường Phạm Hùng. Cái đó tôm hả cá? Tôm cá. Đó là tôm ấy hả? Cái này là cá nè. À bên đó cá. Tôm. Dạ. Chị chỉ đang làm một cái mình cháy nước nha. Dạ. Nấu, vẫn đi chứ bộ. Cái rồi nấu cái nào là nấu cái nào đó nha, cho nóng nha. Mà chén nước chấm đây đó hả chị? Thì bỏ ớt vô quậy hả? Là pha sẵn luôn. Dạ. Ớt mà ăn ai ăn đi bỏ vô. Đừng có ăn. Ăn cái này bún quậy là thấy hành nhiều là ngon á. Em thấy để hành. Vậy sau cái này chế nước đi. Hai chị em đi hơi sớm nên cái quán cũng chưa có khách cả nhà. Cái này nãy gọi sớm đó, may đồ xong Út đi luôn. À bún gì trụng riêng nội ha. Dạ. Gì nó mới ngon. Dạ. Hỏi luôn. Quá ngon. Hình như có tiêu nữa không chị? Tiêu nữa. Dạ. Ừ. Tâm thức. Rồi xong. Rồi đó ha. Chị kêu gì vậy? Nước gì vậy? Hả? Nước xăm hả? Quá ngon, dễ mà hai tô. Ngon lắm. Hấp dẫn nha. Dạ. Bớt vô trong cái này cho chén nó kem luôn đi. Bỏ miếng vô cho chén kem. Này. Cái này tô bình thường, còn tô đặc biệt là có tiêu. Có miếng nào đâu chị? Mở cái nóc ra. Có cái lỗ nè, nhóc chứ nè. Đây bỏ miếng ớt vô cho em ăn, vô chén với chấm. Cái này nè ngon. Hả? Nó này ngon. Ngon hả? Ừ.
thì nhà cái muốn gọi là nhà nước chấm quậy lên, bỏ bỏ vô nhiều nhiều cái cay nó mới ngon. Thôi chị đâu ăn cay đâu. Ngon nha. Em ăn cay chứ không ăn cay. Ngon quá. Ngon nha. Cái chả này thấy ngon. Bún này chỉ trụng từ tô thấy ngon. Bún á, trụng từ tô nhìn thấy ngon. Mà cả nhà ăn bún quậy với hai chén út nè. À thấy cũng ngon quá nè. Thì rồi chị Diễm bảo đi ăn hai chén bún quậy là cái nước này nè, làm ta là quậy đó, mà kêu bằng bún quậy. Là cái nước đó, tên đó. Để miếng cá lên. Ừ, cho ta thấy. Thôi cái này nè. À. Chả tôm. Chả tôm. Ngon chị. Chăm tôi giấu đi. Rồi có ly sâm rồi uống luôn nha, coi nha, đây quảng cáo sâm luôn. Đây có nóng sâm. Dạ. Mà bác, cái nước quậy này mà nước trắng nè. Ờ. Đã cá nè. Cá dâu. Tim. Cái chắc cá chả ngon lắm, dài, tôm tươi gói nè, chả tôm tươi ngon. Cái này nè, cá chả này ngon. Chả cá đó. Cá chả là tôm luôn. Cái nào cũng tươi chứ. Ừ. Chấm cái nước này ngon. Giờ hai chị em ăn cũng xong rồi. Út xin tạm dừng video tại đây nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.